Nga dùng tên lửa tàng hình có sức công phá cực mạnh tấn công Ukraine. Ukraine điều động thêm hàng nghìn binh sĩ ra tiền tuyến sau khi rà soát lực lượng vũ trang. Cựu Tổng thống Donald Trump ra điều kiện viện trợ cho Ukraine. Nga triệu đại sứ Pháp sau bình luận không thể chấp nhận của Ngoại trưởng Sejone. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Bích Huấn rất vui khi được gửi tới quý vị những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hôm ngày 11 tháng 4, Defense Express đưa tin, trong một đòn giáng mạnh vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, Nga đã nhắm mục tiêu và phá hủy nhà máy sản xuất điện lớn nhất ở khu vực Kiev bằng một cuộc tấn công tên lửa, trong đó có sử dụng loại tên lửa tàng hình mới cực mạnh. Cụ thể, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa X-69 mới được phát triển để tấn công nhà máy nhiệt điện Chibinska ở vùng Kiev. Báo cáo của Defense Express viết, trong cuộc tấn công vào Chibinska TPP, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình X-69 mới, cho phép phá hủy hoàn toàn nhà máy điện lớn nhất vùng Kiev. Điều này được chứng minh bằng các mảnh vỡ được tìm thấy tại hiện trường của tên lửa này. Chibinska TPP là nhà cung cấp điện lớn nhất cho các vùng Kiev, Cherkasy và Zhytomyr. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tên lửa X-69 được sử dụng trước ngày 11 tháng 4, còn một số trường hợp khác bắt đầu từ tháng 2 năm 2024. Ngoài ra, dựa trên thông tin bổ sung nhận được, tầm bắn của tên lửa mới X-69 này là khoảng 400 km. Thông số này vượt quá ước tính trước đó, chỉ khoảng 300 km của X-69. X-69 là phiên bản tiếp theo của KH-59MK2. X-69 là tên lửa hành trình cận âm của Nga dành cho các máy bay chiến thuật như Su-34 và Su-35, những máy bay được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến ở Ukraine. Defense Express tuyên bố, như thực tế đã chỉ ra, việc quân đội Nga sử dụng tên lửa này xét về mặt hậu quả đối với người Ukraine có thể nguy hiểm hơn việc sử dụng tên lửa KH-47M2 Kinzhan. Mặc dù đã có báo cáo về việc sử dụng nó từng xuất hiện vào tháng 2 năm 2024, và thậm chí X-69 có thể được sử dụng để tấn công Ukraine bắt đầu từ năm 2023, nhưng thời điểm đó Ukraine chưa tìm được bằng chứng cụ thể để xác nhận. Được phát triển bởi công ty Raduga, một bộ phận của tập đoàn tên lửa chiến thuật KTRV của Nga, X-69 được thiết kế để nhắm tới các vị trí kiên cố với độ chính xác cao, cho phép lập trình sẵn tọa độ và điều chỉnh trong khi bay. Với trọng lượng khoảng 700 kg và tốc độ hoạt động lên tới 1.000 km/h, X-69 mang lại sự linh hoạt trong việc lựa chọn đầu đạn và khả năng bị phát hiện thấp, khiến nó trở thành vũ khí đáng gờm trong kho vũ khí của Nga. Trong tuyên bố mới đây, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cảnh báo Ukraine liên tục tìm thấy các phụ tùng thay thế được sản xuất ở phương Tây và châu Á trong các tên lửa Nga phóng vào Ukraine. Hôm 12 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin, hàng nghìn binh sĩ Ukraine trước đây chưa từng phục vụ ở tiền tuyến đã được điều động đến các đơn vị chiến đấu. Theo tuyên bố, quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine rà soát lại các đơn vị của lực lượng vũ trang. Khi cuộc chiến với Nga đang diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết, quân đội Ukraine phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng về việc bổ sung các đơn vị chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị và tiến hành luân chuyển binh sĩ đã tham chiến một thời gian dài về hậu phương để hồi phục nguồn lực. Hồi giữa tháng 3 vừa qua, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi cho biết, Kiev đã bắt đầu luân chuyển quân nhân đã phục vụ tại tiền tuyến trong một thời gian dài, bất chấp tình hình chiến trường ngày càng khó khăn. Thông báo viết, mặc dù thực tế là Nga tiếp tục gây áp lực tại một số khu vực, Ukraine vẫn có cơ hội để luân chuyển các lữ đoàn chiến đấu về hậu phương nghỉ ngơi. Ukraine cũng đang tìm cách tăng cường sức mạnh cho các lữ đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở tiền tuyến, Bộ Tổng tham mưu cho biết. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trong cuộc chiến tiêu hao với Nga. Ukraine đặt mục tiêu tăng cường nỗ lực huy động tân binh vào năm 2024, đồng thời cam kết thay đổi cách gọi nhập ngũ. Hôm 14 tháng 4, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật huy động quân, sau khi phiên bản đầu tiên trước đó bị rút lại do có các nội dung gây tranh cãi. Quốc hội cũng nhất trí bỏ đề xuất về quy định xuất ngũ khi thông qua dự luật. Trước đó, trong bản thảo đầu tiên, Ukraine tính cấp cho binh lính quyền xuất ngũ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội. Vấn đề này sẽ được xem xét riêng trong tương lai. Theo Ukrainska Pravda, việc loại bỏ đề xuất về quy định xuất ngũ khỏi dự luật được thực hiện theo yêu cầu của Tổng tư lệnh Syrskyi. Trước đó, tại cuộc họp báo vào tháng 12 năm 2023, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã yêu cầu huy động 450.000 đến 500.000 lính nghĩa vụ mới. Sau đó, ông Zelensky đã quyết định đưa ông Syrskyi lên làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Hồi tháng 2 năm nay, cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mykhailo Podolyak tiết lộ, giới lãnh đạo Ukraine mong muốn ông Syrskyi sẽ tiến hành một cuộc rà soát lại binh lính, vì dù Kiev huy động được 1 triệu quân trên giấy tờ,
nhưng thực tế chỉ có 300.000 người tham gia chiến đấu trên tiền tuyến. Ông Podolyak cho hay, Tổng thống đã nói khoảng 1 triệu người đã được huy động, nhưng trên thực tế chỉ có 200.000 đến 300.000 binh sĩ trên tiền tuyến. Những người khác ở cách xa tuyến đầu, nhưng họ vẫn tồn tại. Vì vậy, tôi nghĩ một trong những nhiệm vụ chính do ông Zelensky sẽ là tiến hành kiểm tra việc ai đã được huy động, họ đang ở đâu và họ đang làm gì. Và sau đó ông sẽ nói rằng mình cần bao nhiêu quân. Sau quá trình rà soát của Bộ Quốc phòng, ông Zelensky tuyên bố rằng con số 500.000 tân binh mà quân đội đề xuất cuối năm 2023 tới nay đã giảm đi đáng kể, nhưng không nêu chi tiết. Ngày 12 tháng 4, cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng các đồng minh châu Âu cũng phải có mức hỗ trợ tương tự như Washington dành cho Kiev. Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ đạo luật viện trợ của Ukraine nếu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa dự luật này ra biểu quyết hay không, ông Trump cho biết ông không phản đối hỗ trợ Ukraine, nhưng phải theo hình thức cho vay thay vì tặng. Ông Trump nói, hiện tại chúng tôi đang xem xét để biến nó thành một khoản cho vay thay vì một món quà. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh các đồng minh châu Âu cần hỗ trợ Ukraine tương xứng với mức hỗ trợ của Mỹ. Ông Trump lập luận, châu Âu phải bước lên và họ phải cân bằng mọi thứ, nếu không tôi rất khó chịu vì thực tế họ bị ảnh hưởng bởi xung đột Ukraine nhiều hơn chúng tôi. Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, khi cuộc chiến kéo dài và cuộc phản công của Ukraine không đạt được kỳ vọng, các kế hoạch viện trợ của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vấp phải sự phản đối ở Quốc hội. Sau nhiều tháng, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ bổ sung hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đang vừa phải đối mặt với nguy cơ bị phế truất, vừa chịu sức ép ngày càng lớn về dự luật viện trợ bổ sung cho Ukraine. Ngày 11 tháng 4, ABC News dẫn nguồn thạo tin cho hay ông Johnson đang thảo luận với Nhà Trắng về dự luật trong đó biến một phần viện trợ cho Ukraine sang khoản vay, mở đường cho Mỹ sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng để trao cho Kiev. Gần đây, hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene liên tục công kích ông Johnson để cảnh báo ông không thúc đẩy bất cứ gói viện trợ nào cho Ukraine. Hồi tháng 3 vừa qua, bà Greene đã gửi kiến nghị phế truất ông Johnson trong bối cảnh phe bảo thủ đang giận dữ về cách xử lý của ông đối với những tranh cãi liên quan đến ngân sách chính phủ. Về phần mình, trong cuộc họp báo hôm qua, ông Trump cho biết ông hoàn toàn ủng hộ ông Johnson. Ông Trump nói, đó không phải tình huống dễ dàng với bất cứ chủ tịch Hạ viện nào. Tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt công việc. Tôi ủng hộ ông ấy. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Ông Trump, người nắm chắc đề cử đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay, bắt đầu đưa ra quan điểm ủng hộ viện trợ Ukraine dưới dạng khoản vay từ tháng 2 năm nay. Trước đó, về cơ bản, ông phản đối việc Mỹ chi hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông cũng đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Joe Biden về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Ông khẳng định, nếu ông còn làm Tổng thống, xung đột Nga-Ukraine đã không nổ ra. Ông cũng tuyên bố có thể giải quyết cuộc xung đột này trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Theo đó, ông sẽ tìm cách đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán thông qua mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trump có thể dùng viện trợ quân sự của Mỹ làm công cụ để gây sức ép với Ukraine. Guardian dẫn nguồn tin ngoại giao nói về kế hoạch của ông Trump rằng nếu Ukraine muốn tiếp tục nhận viện trợ thì họ phải ngồi lại và đàm phán. Và nếu Nga không muốn chúng tôi cung cấp số lượng lớn hỗ trợ mới cho Ukraine thì họ phải ngồi xuống và đàm phán. Điều đó không có nghĩa là nhượng bộ Ukraine hay nhượng bộ tất cả những đề nghị của Nga. Cựu Tổng thống Trump cũng lặp lại tuyên bố xung đột Nga-Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn đương nhiệm. Ông Trump cho rằng việc ông Biden thiếu năng lực lãnh đạo đã dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine và cuộc xung đột Israel-Hamas. Ông nói thêm rằng dưới sự lãnh đạo của người kế nhiệm, Mỹ là một quốc gia đang suy yếu. Ông Trump cũng cảnh báo xung đột ở Ukraine và Israel có thể leo thang đáng kể ngay trước cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm nay. Vài ngày trước, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné đã nói rằng truyền thống hợp tác với Nga chống khủng bố hiện đi vào bế tắc và Paris không còn hứng thú tổ chức những cuộc thảo luận với quan chức Nga vì những tuyên bố tóm lược họ đưa ra đều dối trá. Ngày 12 tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Pháp tại Moscow, Pierre Levy, để thông báo về tính chất không thể chấp nhận được trong những tuyên bố của Ngoại trưởng Séjourné. Theo Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu của ông Séjourné không liên quan đến thực tế và là hành động có tính toán nhằm phá hoại khả năng đối thoại giữa hai nước. Sau đó, một nguồn tin ngoại giao Pháp nói rằng, như thường lệ, Bộ Ngoại giao Nga không thể chấp nhận việc chúng tôi đính chính những lời dối trá của họ. Nguồn tin này cho hay, Ngoại trưởng Séjourné chỉ nhắc đến sự thật về những trao đổi đã diễn ra và nỗ lực của giới chức Nga nhằm thao túng thông tin sau cuộc điện đàm của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Nguồn cơn căng thẳng là những thông tin mâu thuẫn về nội dung cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu hồi đầu tháng này. Theo nội dung do Pháp công bố, ông Lecornu khẳng định Paris sẵn sàng tăng cường trao đổi để chống chủ nghĩa khủng bố. Ông cũng kêu gọi Nga ngừng thao túng thông tin về vụ tấn công nhà hát ở Moscow. Ông nói thêm rằng
Pháp không có thông tin nào cho thấy vụ tấn công liên quan đến Ukraine. Trong khi đó, theo nội dung do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, quan chức Nga đã ám chỉ Paris liên quan đến vụ tấn công nhà hát Krokus. Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Shoigu nói trong điện đàm rằng chính quyền Ukraine không làm gì mà không được những bên hỗ trợ ở phương Tây đồng ý. Chúng tôi hy vọng rằng trong trường hợp này, cơ quan mật vụ Pháp không đứng sau vụ tấn công. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó chỉ trích quan điểm của phía Nga là kỳ quái và đe dọa. Nga còn nói rằng Moscow và Paris đã thể hiện sẵn sàng đối thoại về tình hình Ukraine, trong khi điều khoản sơ bộ có thể dựa trên sáng kiến hòa bình được Moscow và Kiev thảo luận tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2022. Pháp lập tức bác thông tin này. Sự việc là tranh cãi mới nhất giữa Nga và Pháp trong bối cảnh mối quan hệ song phương xấu đi từ khi chiến sự Ukraine bùng phát năm 2022. Cũng trong ngày 12 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Le Cornu cho biết hợp tác chống khủng bố giữa hai nước không bị đình chỉ, nhưng không hoạt động theo cách thức hợp tác vốn có. Theo ông, Pháp sẽ tiếp tục đàm phán với Nga khi việc đó hữu ích. Ông nhấn mạnh đó chính là cách để bảo vệ lợi ích của Pháp.